bản hoa văn này. Mỗi một mặt nó làm bức tranh nhá, làm bức tranh này có cảnh núi này, hoa lá cỏ cây này. Xin chào tất cả các bác, chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube cơ sở Quân Chậu Thiên Yên. Và sau một thời gian dài liên tục ra những mẫu lục giác chân liền đường kính từ 60cm cho đến 1,2m thì hiện tại cơ sở đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các bác, sẽ ra một mẫu đó là vuông nhưng mà phải vuông chân liền. Và ngày hôm nay thì rất vui mừng khi thông báo tới tất cả các bác là khách hàng thân thiết cơ sở Quân Chậu Thiên mẫu vuông chân liền theo ý của các bác hiện tại đã xong nhá. Đó, và sẽ quay gần cho các bác xem về kiểu dáng cũng như là đường nét hoa văn. Đây là một mảnh phôi nhá. Với vuông chân liền này thì theo ý kiến của rất nhiều bác đóng góp, đó là cái chân, dòng chân này nó phải là chân kỷ. Nó phải là chân kỷ để nó có cái độ thoáng. Nó có độ thoáng nó sẽ khác đi với những dòng chân liền trước đây. Chân liền trước đây nó rất là nông. Đó. Do vậy là khi mà chúng ta di chuyển sẽ không hút được cái phần của xe nâng vào. Do vậy là phần chân liền này tôi sẽ thiết kế nó thoáng như này. Và vẫn theo form là đầu rơi này, form chân cong này, bên mặt ở giữa là hổ phù này. Đó, cái form này nhìn rất giống với form lục chân liền, nhưng mà nó sẽ có cái vuông vắn nó sẽ đẹp hơn so với dòng lục nhá. Và bên ngoài này, nếu như thiếu sót ở bộ lục chân liền, nhiều bác yêu cầu phải có cái lá lật như này, hoa văn lá lật, có nhiều nơi gọi là lá tây đấy. Thì ở lục chân liền nếu như chưa có thì ở bộ vuông này là hoàn toàn các cái thước cơ sở đều đi cái lá này vào nhá. Lá này vào khi ra thành phẩm đấy thì đảm bảo nó sẽ rất là đẹp, rất là nổi và mang đến cái phẩm khỏe hơn với cái chậu này. Đó, còn đây là phần khung này, phôi này đang bụi cho nên nhìn có lẽ là nó sẽ chưa được 15. Đó, phần khung này rất nhiều bác thích là mỗi một mặt phải là một bức tranh. Đó, mỗi một mặt phải là một bức tranh đấy. Do vậy là cơ sở đã thiết kế này, các bác xem này, cái mặt hoa văn này nhá. Đó, cái mặt hoa văn này mỗi một mặt nó là bức tranh nhá, là bức tranh này, có cảnh núi này, hoa lá cỏ cây này, và như cây nó mà xung quanh là chuyện gấm thì chỉ rút này và lá lật như này. Đây các bác xem nữa đây. Đó, đây cũng là bức tranh này. Khi sơ lên chúng ta sẽ có một bức tranh phong thủy nhá. Một bức tranh phong thủy nó rất là ý nghĩa. Bốn mặt đều rất là đẹp luôn. À, bác nào quan tâm nhá thì cứ để lại bình luận ở dưới video này. Và bây giờ tiếp tục mời các bác sẽ xem thành phẩm. Thành phẩm nhá, có nghĩa là một bộ khuôn đi ra nó sẽ như thế nào. Đây là hoàn thiện một bộ rồi. Hoàn thiện bộ, khi hoàn thiện chúng ta sẽ có bốn mặt hoa văn khác nhau này. Một tấm đáy. Tấm đáy nó chắc như này. Đó đây. Đó. Đáy này. À, đặc điểm của cơ sở là luôn luôn đi thêm những ống sắt chịu lực này để khi chúng ta đúc nhé. Khi chúng ta đúc thì nó sẽ không bị bê tông đẩy xuống khiến cho cái đáy của ta bị dày hơn cho thiết kế. Đấy, nhiều bác mua phải sản phẩm mà không phải của cơ sở làm ra nhé, sản phẩm nhái ấy, thì cái đáy này nó sẽ bị võng xuống. Đó, võng xuống khiến cho là đúc nó không được chuẩn này. À, cái thứ hai nữa là cái đường nét khi mà tiếp giáp giữa đáy và vỏ ngoài thì cơ sở đã bắt ốc nhé. Đây là mới khoan xong khi bị bắt vào này. Đó, nó phải bắt ốc định vị như này. Đây, chúng ta sẽ xem nhé. Đó, khi là bắt ốc định vị như này thì nó rất là chắc chắn nhá. Nó rất là chắc chắn thì đúc thì nó sẽ không bị vữa chảy ra ngoài à. Và bên vỏ ngoài luôn luôn đi hai cây sắt chịu lực như này. Đó, đi hai cây sắt chịu lực này, rất là chắc chắn. Rồi, cua cứ đưa nặng. Còn đây. À, giới thiệu với các bác đây là lòng trong. Lòng trong. Nếu như rất nhiều xưởng đã làm lòng trong bằng cái phương pháp là ra một cái chậu. Đó, chia sẻ thật các bác nhé. Nhiều xưởng làm lòng trong theo phương pháp là ra một cái chậu bê tông, sau đó là mới tráng nhựa vào làm lòng, thì đảm bảo là cái lòng này nó không bao giờ có đường nét thẳng như này là cái nhất. Cái hai nữa là cái phần đáy nhá, phần đáy không bao giờ bằng và có cái độ vát này được. Đó, cơ sở thiết kế theo một cách rất là riêng, không giống cơ sở nào cả. Cho nên cái phần khui đáy này đảm bảo rất là đẹp, bằng này, có độ vát này, độ vát này. Đó,
khi tháo thì chúng ta sẽ rất là dễ tháo, kể cả bẩy lên hoặc là bắn hơi nhá. Với bộ vuông chân liền tại chân chỉ như này thì thời gian tới cơ sở sẽ ra rất nhiều kích thước khác nhau. Bây giờ các bác nào có nhu cầu quan tâm bộ này để là bình luận hoặc là liên hệ với cơ sở theo số điện thoại ghi trên hình này. Nhớ là theo dõi kênh YouTube cơ sở để có thể đón xem những mẫu vuông trậu và các kích thước khác nhau sẽ ra mắt trong thời gian tới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.